điểm nổi bật của Carnival Hoa năm nay, hình thức thể hiện của các tiết mục vừa mang tính nghệ thuật, vừa sử dụng nghiệp vụ truyền tin trong sinh hoạt đoàn. Các đội hình tham gia biểu diễn theo thứ tự của một cuộc diễu hành của sắc màu hòa quyện cùng âm nhạc. Dẫn đầu là đội nhạc kèn, tiếp đó là đội lân, biểu diễn cờ semaphore. Đội hình hóa trang, hoa và rau củ, quả đặc trưng của Đà Lạt đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả bởi những hình thù ngộ nghĩnh. Thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, có lẽ là đội hình biểu diễn nhạc acoustic, nhạc đường phố với những dụng cụ như trống carillon, đàn guitar, bộ lắc, đội hình biểu diễn hip hop và patin trong các trang phục hóa trang thành thú bông, chú hề với những động tác kỹ thuật điêu luyện, tạo nên sự hài hước và dí dỏm, khiến du khách vô cùng thích thú khi được hòa mình vào những nhịp điệu sôi động và trẻ trung. Trên này em thấy rất là lạnh, nhưng mà nhờ không khí nhộn nhịp và sôi động này, em thấy rất là các bạn với cái sự hóa trang và các điệu nhảy, em thấy không khí rất là vui và rất là ấm áp, rất là sôi động. Em thấy rất là lễ hội này rất là ấn tượng đối với em. Mình thấy là so với lần đầu mình đến thì có nhiều cái điểm mới hơn, và đặc biệt là mình có cơ hội được xem các bạn mà biểu diễn cái phần caravan đường phố. Nhìn chung là các bạn ở đây là rất là nhiều độ tuổi và biểu diễn rất là sôi nổi, nhiệt tình. Khác với những festival hoa trước, Carnival Hoa năm nay là một sân chơi lớn dành cho những bạn trẻ thành phố hoa, được thỏa niềm đam mê khi biểu diễn những tiết mục theo sở thích của mình. Nếu như trước đây, Carnival Hoa chỉ là chương trình hưởng ứng với phần diễu hành và biểu diễn dân vũ cùng mức độ hóa trang và trang phục mang tính cộng đồng, lấy số lượng làm chủ đạo khi có khoảng 6-7.000 người biểu diễn hàng đêm, thì nay Carnival Hoa tập trung vào chất lượng chương trình với nhiều nội dung phong phú, số lượng người biểu diễn hàng đêm chỉ khoảng 1.000 người. Xuyên suốt các đêm diễn ra lễ hội từ ngày 30 tháng 1 năm 2015 đến ngày 2 tháng 1 năm 2016, Carnival Hoa Đà Lạt năm nay hứa hẹn sẽ mang màu sắc mới mẻ, tạo ấn tượng cho người dân, du khách và chính bản thân các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Con cảm thấy rất vui và hạnh diện cho Đà Lạt của mình khi mà có nhiều người đến tham gia cũng như là đón tiếp Đà Lạt như vậy. Mong muốn Đà Lạt sẽ ngày trở thành một Đà Lạt thành phố được nhiều người biết đến hơn và được nhiều khách du lịch tới để tham dự hơn. Trong quá trình diễn đã thể hiện được cái vai trò của tuổi trẻ trong đóng góp vào ngày hội festival của Đà Lạt. Và trong những đêm tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những ấn tượng đẹp và những cái bài trình diễn hay và cái nội dung hay để làm sao thu hút du khách và để lại ấn tượng trong lòng du khách cũng người dân Đà Lạt cũng như là đoàn viên thanh niên của thành phố. Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê, tuổi trẻ Đà Lạt đã góp sức mình cho Festival Hoa Đà Lạt khi khuấy động đường phố những đêm lễ hội bằng chương trình Carnival Hoa sôi động, màu sắc, trẻ trung. Carnival Hoa như ngọn lửa thổi bùng thêm sức nóng cho những đoạn đường của thành phố Hoa để du khách được đắm mình với sự sôi động cùng các bạn trẻ, qua đó khắc họa rõ nét hơn những hình ảnh năng động, trẻ trung, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố ngàn hoa. Tối qua 30 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra hội thi thời trang Hội tụ sắc hoa Đà Lạt do Thành đoàn Đà Lạt tổ chức với sự tham gia của 45 đơn vị liên đội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn. Đến tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cùng với lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành. Hội thi thời trang Hội tụ sắc hoa Đà Lạt là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 6 năm 2015. Với sự tham gia của 45 đơn vị liên đội và chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đến với hội thi, mỗi đơn vị đều đem đến những bộ trang phục được thiết kế từ hoa lộng lẫy và kèm theo những sự tích về các loại hoa rất ý nghĩa. Qua đó, giúp người dân Đà Lạt và du khách tiếp nhận được nhiều thông tin về hoa Đà Lạt, hiểu biết về nguồn gốc của các loài hoa và đặc biệt là giá trị của hoa đối với cuộc sống con người, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Lạt đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ban tổ chức đã trao giải nhất về phía liên đội cho đơn vị trường tiểu học Xuân Thọ, giải nhì cho trường tiểu học Chi Lăng và trao giải nhất cho phía đoàn cho đơn vị phường 6, giải nhì cho đơn vị phường 7 và trường trung học phổ thông Đống Đa, Đà Lạt. Hôm nay, ngày thứ ba của Festival Hoa Đà Lạt đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi phong phú, được đông đảo tổ chức cá nhân và bà con nhân dân cùng tham gia. Sau một ngày diễn ra, hội thi cắm hoa nghệ thuật hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt đã kết thúc và trao giải vào chiều hôm qua.
Tham gia hội thi cắm hoa nghệ thuật lần này có gần 100 đơn vị, doanh nghiệp, phường xã, các trường học, người dân và du khách. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã hoàn thành đúng tiêu chí của ban tổ chức đưa ra. Nhiều tác phẩm nghệ thuật hoa đã được đầu tư khá công phu cả về loại hoa, ý tưởng, lẫn tính nghệ thuật. Đặc biệt, qua những bài thuyết trình của các đội làm cho mọi người thêm hiểu biết ý nghĩa về nghề trồng hoa của người dân Đà Lạt. Kết quả, ban tổ chức đã trao 48 giải, trong đó giải đặc biệt thuộc về Hội Phụ Nữ phường 7, thành phố Đà Lạt. Hai giải nhất thuộc về trường Mầm Non Hiển Linh và trường Mầm Non 10. 4 giải nhì thuộc về trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Mầm Non 4, Hội Phụ Nữ phường 1 và trường Trung học Cơ sở Phan Chu Trinh. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 10 giải ba, 15 giải khuyến khích và 16 giải thưởng phụ cho du khách và người dân. Sáng ngày 31 tháng 12, Thành đoàn Đà Lạt đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2015 với chủ đề Đà Lạt, thành phố em yêu. Với sự tham gia thi của hơn 1.000 thí sinh là các em thiếu nhi đang theo học tại các lớp hội họa tại nhà thiếu nhi thành phố và 39 liên đội thuộc các trường tiểu học, trường phổ thông cơ sở trên địa bàn thành phố. Hầu hết các tác phẩm tranh đều thể hiện ước mơ về thành phố Đà Lạt, thành phố Festival Hoa Việt Nam, nơi mà các em đang sinh sống và học tập cùng gia đình và bạn bè. Hội thi là sân chơi lành mạnh và bổ ích nhằm bồi dưỡng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo cho thiếu niên nhi đồng trong hành trình phát triển năng khiếu và trí tuệ, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao lưu giữa các đội viên thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động của tuổi trẻ thành phố Đà Lạt chào mừng Festival Hoa Đà Lạt 2015. Con ngồi ở nhà, con không mình nó người cả buổi sáng buổi trưa, từ lúc tan tầm buổi sáng.